Thảo Nguyên, Thảo Nguyên. Ôi, em ra đây với anh. Có chuyện gì đấy anh Hùng? Anh nói này, thật với em là em xinh lắm. Anh chưa bao giờ gặp được người nào xinh như em. Mà này, em thích chơi liên quân đúng không? Vâng, em thích đấy. Chơi lắm anh ạ. Hôm nay nhá, anh có món quà siêu to khổng lồ muốn tặng đến em. Món quà gì ấy anh ạ? Tên tên tên. Wow, đẹp thoại. Uầy, đẹp không em? Đẹp không? Điện thoại gì đây anh? Ồ, điện thoại này điện thoại 11 đấy em ạ. Đẹp không? Đẹp anh ạ. Đấy, mấy con này tầm thường thôi em ạ. Nhà anh, đây điện thoại xịn nữa cơ. Wow, nhà anh giàu nhờ. Ôi giời, mấy con này tầm thường. Ôi, đẹp quá, em cảm ơn anh Hùng nhá. Xứng đáng làm người yêu em. Tát không em? Hai bạn đẹp đôi đấy. Được không bạn? Được. Thế tính bao giờ cho bọn tôi ăn cỗ đấy? Thôi á, tính ra riêng bạn ạ, cho thời tiết nó đẹp. Ra riêng à? Các bạn cứ chuẩn bị phong bì dày dày đi. Cưới nhanh đi, không mất người yêu đấy. Mài răng kỹ đi bạn ạ. Được. Ô, Thảo Nguyên, xe em lại ở đây. Em bảo em bận vào sao lại uống trà xanh với thằng nào đây? Hai thằng nào em? Đây là người yêu cũ em. Bạn của bạn. Cái gì? Anh với em còn đang yêu nhau đấy. Thôi anh im đi, 2 năm qua tôi yêu anh là quá đủ rồi, mình chia tay đi. Gì à Thảo Nguyên? Em đang đùa anh nhỉ? Ơ gì mà đùa, anh nhìn lại anh đi, tương lai thì đều có thanh xuân con gái của tôi không thể chờ anh được. Mà này, em thợ anh làm đều có mà dùng, còn đang dùng con cúi bóc, tôi làm sao chơi liên quân được. Mà mày cho tao xem cái điện thoại của mày cái nhỉ? Điện thoại của mày ấy, cho bảo tàng rồi đấy. Ngày buổi này ai dùng điện thoại này? Đúng rồi đấy bạn ơi. Người yêu tôi còn đang dùng XS Max. Anh ấy vừa tặng cho tôi con 11. Quay cho mày. Đúng rồi. Được. Đúng rồi đấy bạn ơi. Không có tiền đừng đòi lui con gái nhà người ta. Bạn nghèo ấy, bạn không chăm được người yêu ấy thì bạn để người khác chăm. Thôi bây giờ tốt nhất là bạn cút đi. Làm bán liên quân, quân mọi người. Làm bán liên quân này. Đây đảm bảo. Trời mượt tướt. Điện thoại đẻo làm sao mà chơi được liên quân bạn nhở? Đúng đúng đúng. Cái trắng mà chơi được liên quân bạn làm sao vậy? Chơi dung rắn thôi. Mày này mượt lắm anh ạ. Các bạn ơi, buồn quá các bạn ạ. Đấy, em Thảo Nguyên mình yêu 2 năm trời các bạn ạ. Đá mình, chê mình không có điện thoại xịn các bạn ạ. Bảo mình không có điện thoại đẹp để chơi liên quân. Thế là bỏ mình các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy mình có cay không? Đấy. Thì các bạn ơi, chả giấu gì các bạn là mình đi làm, mình cũng tiết kiệm được một số tiền mình đã gửi mẹ mình rồi các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ về, mình bảo mẹ đưa tiền tiết kiệm đấy của mình ra để mình mua một con điện thoại các bạn nhá. Hôm nay Hưng sẽ chơi lớn các bạn ạ. Hưng sẽ mua con điện thoại iPhone 12 Max Pro 256GB các bạn nhá. Cho nó chất, cho nó ngầu các bạn ạ. Dám coi thường mình các bạn nhá. Đấy, hôm nay mình sẽ dạy cho em Thảo Nguyên một bài học các bạn nhá. Đừng bao giờ coi thường người khác. Bây giờ mình sẽ đi về, mình xin tiền mẹ mình các bạn nhá. Nghiệt cô. Mẹ ơi. Ui ơi, mẹ đây rồi. Mẹ ơi. Con buồn lắm mẹ. Sao mà buồn? Cái em Thảo Nguyên người yêu con ấy. Làm sao? Bỏ con rồi mẹ. Thế làm sao mà bỏ? Yêu nhau 2 năm trời thế là đá con chỉ vì cái điện thoại mẹ. Chỉ vì cái điện thoại. Chê con dùng điện thoại đẻo mẹ. À, lại chê con dùng điện thoại nhỉ? Thế lại coi thường con trai mẹ quá nhỉ? Mẹ ơi. Cái gì? Con cay lắm rồi mẹ. Cay thì làm gì? Cái số tiền mà con tiết kiệm con gửi mẹ giữ hộ con ấy. Mẹ đưa đây cho con. Thế lấy làm gì? Lấy để con mua điện thoại xịn đẹp. Lấy để con mua điện thoại. Đúng rồi. Con lớn rồi con phải biết chứ. Mẹ giữ cho con là mẹ cũng không tiêu đâu. Giờ lớn rồi con phải biết. Thì con lớn rồi bây giờ mẹ cứ đưa đây. Con mua điện thoại về con để con cho nó sang với lại để con quay video, quay vlog mẹ. Mua về để thấy là thỉnh thoảng quay vlog đi. Đúng rồi. Thế lại đi con thường. Thế mẹ đi mà lấy đi để nhanh con đi Hà Nội con mua nhanh lên. Làm nào làm đấy mẹ giữ cho là được. Đấy mẹ lấy đây nhanh lên. Nhiều không đâu mà lấy nhanh lên để con đi Hà Nội mua. Đấy, mình đã tới Hà Nội các bạn nhá. Mình cũng hồi hộp lắm các bạn. Hôm nay mình sẽ vào thế giới di động các bạn ạ. Để mình mua con 12 Pro Max các bạn nhá. Đấy, mình cũng hồi hộp lắm các bạn ạ. Mình hôm nay mình sẽ được phóng hộp con đấy luôn các bạn ạ. Các bạn ơi,
mình không ngờ, mình lại không nghĩ là điện máy xanh với thế giới di động lại cùng một gian hàng các bạn ạ. Cùng một tòa nhà luôn các bạn ạ. Bản 256 GB màu gold cơ. Màu gold. Hiện tại thì bọn em vẫn còn iPhone 12 Pro Max và 256 đấy nhá. Và cả bản 512 hết có rất là đầy đủ hàng luôn. Thì không biết anh tìm bản bao nhiêu GB đấy. Anh muốn mua con 256 GB. Con 256 GB thì bọn em có bản đây. Thì hàng của em là iPhone 12 Pro Max đang bán giá 36990. Đó, cái này thì tất cả nó là hàng viên đây hết và dòng làm nguyên siêu. Đó, thì cái trường hợp ví dụ anh mua thì khi đó anh thanh toán xong ấy thì bọn em cùng anh là bóc siêu ra và cùng kiểm tra. Máy. Đấy các bạn ơi, có nghĩa là khoản 256GB là 36990 các bạn nhé. Đấy, rất là nhiều iPhone 12 còn Pro Max đây các bạn ạ. Mình cứ nghĩ là cái con này nó bị cháy hàng các bạn ạ, nên là không dễ mua ấy, nhưng mà ra đây là rất là nhiều các bạn ạ. Đấy. Đấy thì anh cho em xem cái con đấy đi. Dạ vâng. Xem con 10 bản màu gold nhá. Vâng. Phải một thời gian nhá, anh có thể bảo hành ở tất cả trung tâm bảo hành nào của Apple các bạn chút yếu được. Đấy các bạn ơi. Cái hộp với các bạn như này. Xịn lắm các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ bóc cái con iPhone 12 Pro Max bản màu gold này ra để review các bạn xem nhá. Đấy. Cái hộp của nó mỏng các bạn ạ, nhìn rất là xinh các bạn nhá. Đây là iPhone. Anh cầm cái điện mặt nhìn này. Đấy các bạn ơi, mình thanh toán xong rồi nhá, bây giờ mình sẽ bóc ra cho các bạn xem nhá. Hồi hồi qua các bạn ạ. Đấy, lần đầu tiên được bóc hộp con iPhone 12 Pro Max các bạn nhé. Wow các bạn ơi, nguyên tem luôn, nguyên siêu luôn các bạn ạ. Đấy. Wow các bạn ơi, mình chọn màu gold các bạn nhé, các bạn thấy đẹp không? Đấy, mình rất chi là thích màu gold các bạn ạ. Bởi vì là từ trước tới giờ mình dùng iPhone toàn dùng màu gold thôi. Chắc là hợp phong thủy các bạn ạ. Đấy, đấy các bạn này. Các bạn ơi, iPhone đợt này rất là buồn cười, lại không có củ sạc các bạn nhá. Có được cái dây sạc này thôi các bạn ạ. Đó. Đây các bạn này, có được cái chọc SIM này. Và cái logo của Apple các bạn nhá. Các bạn nào muốn logo to hơn thì các bạn có thể là dán cái logo này. Và cái dây này, cái dây cáp sạc các bạn ạ. Đấy, đây nha các bạn nhìn này, màn hình này. Mới cứng luôn các bạn nhá. Wow. Trời ơi, các bạn thấy Hưng có đẹp trai không? Đấy. Đấy, cái logo quả táo các bạn nhìn xịn nhờ. Các bạn nhìn này. Ba mắt các bạn nhá. Ba cái mắt này mẹ mình về bảo là giống ba viên tổ ong các bạn ạ. Các bạn nhìn này. Nguyên một cây đồ kiểu như đó. Đấy các bạn ơi, đang vào các bạn nhá. Đấy các bạn nhìn này, mình rất chi là thích con iPhone này bởi vì nó vuông thành sắc cạnh bạn ạ. Giống hệt con dòng 5S ngày xưa các bạn. Đẹp lắm các bạn nhá. 13 cam liền này. Wow. Các bạn nhìn thấy đẹp không? Các bạn ơi, đấy mình đã cài đặt setup xong hết rồi các bạn nhá. Đấy, giao diện của iPhone nhìn đẹp các bạn nhờ. Đó. Hưng ở Bắc Giang ấy, sao anh lại xuống tận ở dưới Hà Nội mua Bắc Giang luôn? Tại vì cái con này nó hot quá và nó lại khan hàng em ạ. Ở Bắc Giang tìm mãi không có cửa hàng nào của á. Vâng, thì hiện tại là bây giờ ở Hà Nội ấy, hay là ở tất cả trung tâm của Thế Giới Động Điện Máy Xanh ấy, hiện tại hàng hóa về đầy đủ hết rồi nhá. Đó thì anh yên tâm là anh cứ đến Thế Giới Động Điện Máy Xanh thì anh mua đầy đủ, chắc là có thể vài ngày tới thì ở trên đó thì nó sẽ đầy đủ hơn thôi. Nhưng mà ở Hà Nội em thì chắc chắn là hàng hóa nó sẽ đầy đủ nhất. Cho anh. Thế à? Dạ vâng, anh Hưng ơi, thì anh mua cái sản phẩm này ấy, thì bên em vẫn còn một số cái chương trình khuyến mãi khác á. Thì như anh thấy là về vỏ hộp thì hiện tại nó chỉ có cáp thôi. Đúng rồi. Kèm SIM một số hướng dẫn thôi. Đó thì bên em có thêm cái chương trình thì anh mua cái sản phẩm này. Sản phẩm iPhone 12 Pro Max ở bên em thì anh có thể mua cái phụ kiện như là củ sạc này. Thì nó sẽ được giảm là 30%. Ôi rồi thế à? Vâng. Thế em lấy cho anh củ sạc với lại tai nghe ấy. Vâng, thì có cả tai nghe cả đồng hồ ấy, đang được giảm thêm cả 15% á. Thì em lấy hết ra cho anh nhá, để rồi, cho anh chọn nhá. Rồi. Đó. Em ơi, mang ra giúp anh với. Đấy các bạn ơi,
mua con iPhone 12 và Pro Max này mình được mua phụ kiện các thứ thì được giảm giá 30% các bạn ạ. Ôi em bé Hưng. Rồi, chào em. Hôm nay em đi làm thử tự. Đây, em gửi anh là các bản nhá. Ở bên em thì có rất nhiều bản luôn, đều là bản chính hãng và bản VNA hết. Rất là đầy đủ hàng luôn. Đây là em bộ quát đẹp. Vâng. Thì có cả tay nghe, củ sạc đấy nhá các bạn ạ. Củ sạc này tắt 20W này. Cái này thì sạc nhanh ạ? Vâng, sạc nhanh và đi theo cái iPhone 12 của Pro Max luôn đấy ạ. Thế cho anh lấy củ sạc với lại tai nghe nhá. Dạ vâng. Bây giờ anh muốn lấy cái này lắm, anh bóc hộp bóc được bóc luôn đúng không? Cái này thì nó cũng như điện thoại thôi, cũng phải thanh toán xong bóc. À. Đó. Thế rồi này anh thanh toán xong anh bóc luôn. Dạ vâng. Các bạn ơi, mình đã bóc hộp ra rồi các bạn nhá. Wow, các bạn nhìn thấy đẹp không? Dây này là bằng kim loại luôn à? Chống han gì luôn đấy nhỉ? Dạ vâng. Mà con này dùng nước có chết không em? Con này xuống nước không chết được đâu anh ạ. Anh đi bơi biết thoải mái thôi. Thế mình đang thử cho các bạn xem nhá. Nếu mà đẹp thì mình lấy luôn các bạn ạ. Mà nói đùa các bạn ạ, bóc hộp là phải thanh toán tiền rồi. Các bạn nhìn đẹp trai chưa? Các bạn hỏi mình mấy giờ đi. Bây giờ là 4 giờ các bạn nhá. Đấy, khả năng là anh lấy con này xong anh đi về thôi. Không về Bắc Giang là tối mất. Vâng vâng. Anh Hưng lấy mấy cái con này thì auto là đẹp trai luôn rồi. Đấy thì các bạn ơi, hôm nay mình ra đây mình rất là thích con này các bạn ạ. Chủ yếu hôm nay mình ra mình lấy con này các bạn, nhưng mình lại thấy cái đồng hồ Apple Watch này đẹp mình lại lấy luôn các bạn nhá. Củ sạc các bạn ạ, mua iPhone không có củ sạc nên mình phải mua ngoài, nhưng được giảm 30% lợi quá các bạn ạ. Đây là cái tai nghe Bluetooth đấy. Bạn ơi chạy theo mình nhá. Ôi chạy qua bạn ơi, em yêu cứu anh, sắp chết rồi em ơi. Ê, đợi em sắp đến rồi. Bất máu rồi. Bắn nữa. Em yêu đâu rồi? Đợi em sắp đến rồi anh ơi. Thôi, nhanh nào. Giá nó còn chơi bắt gì mobile. Wow. Em mới mua 12 à? 12 Pro Max đấy, em yêu à. Ui, iPhone 12. Anh yêu ơi, con iPhone này chơi lên con thích lắm anh nhỉ. Wow. Bạn ơi, bạn gì ơi, cho tôi nhìn con iPhone 12 được không? Bạn đây, bỏ cái bàn tay bẩn ra. Anh yêu ơi. Tay mình sạch. Anh yêu, mình quay lại nhá. Wow. Em dẹp đi em ạ. Lúc anh khó khăn mà không bên cạnh ấy. Lúc anh có iPhone 12 Pro Max ấy, muốn bên anh ấy, còn lâu. Anh ơi, cho em xin lỗi. Mình thử sờ con. Quê. Con này đắt tiền lắm bạn nhỉ? Con này á, 36.990.000. Wow. Trên chỉ là hiểu lầm, cho em xin lỗi. Em bên cái thằng iPhone XS kia đi. Không đây ạ. Cho mình đổi chụp ảnh để xem nét thôi. Wow. Quê. Bạn ơi, lần đầu tiên tôi cảm thấy quê mướt lắm bạn ạ. Ngồi đây chụp ảnh. Con này chơi game. Không ai ạ, iPhone buồn. Đẹp thế nhỉ? Nét nhỉ? Thôi anh quay lại với em đi, em chia tay thằng này rồi. Bạn ơi, cho chúng tớ làm bạn với bạn nhé. Đúng rồi đấy, bạn ạ. Bạn bỏ qua đi, cho làm bạn với bọn tớ đi. Mấy bạn ơi. Em ơi, bọn em không xứng đâu. Ở đời đừng bao giờ coi thường người khác. Bạn. Anh.